Trong khi các bộ ngành đề nghị mở rộng phạm vi lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, thì Bộ Công Thương chưa đồng tình. Quan điểm này được Bộ Công Thương nêu khi báo cáo Thủ tướng về dự thảo quyết định khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, cơ quan công sở tại Việt Nam. Theo đó, các bộ ngành đều muốn mở rộng phạm vi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, không chỉ trên mái nhà ở, công sở, trụ sở doanh nghiệp, mà cho các công trình khác như trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khách sạn. Các bộ cũng đề nghị làm rõ khái niệm nhà ở trong khu vực nông thôn và bổ sung hộ nông dân có trang trại, nhà kho gắn liền với nhà ở, bến xe, cảng biển, được hưởng chính sách hỗ trợ lần này. Phản hồi những góp ý này, Bộ Công Thương dẫn chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho hay, cơ chế lần này chỉ áp dụng với điện mặt trời mái nhà lắp tại nhà ở, cơ quan công sở. Việc mở rộng đối tượng sẽ được nghiên cứu trong các quy định sau này.